lúc đó là hoa đang đẹp nhất, nó hoa đang căng nhất. Đó mình đưa vào mới đẹp. Đưa hoa đang mới ở đấy. Xem đi ba. Nhìn đẹp lắm. Nên là cứ để đẹp ấy. Càng để ở nhà thì càng đẹp. Bấm nở 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 nhìn này này cái đẹp đẹp. Rất đẹp lắm. 200 cái quan trọng đi được. Nhưng là đi phải cẩn thận đúng rồi đấy. Chưa bao giờ em khổ vậy. Chưa bao giờ em khổ vậy. Đèn nặng. Đấy, hôm đấy là mình với... Hôm sau mình thấy... Thế mà chiếc này là các bữa này chắc là ra cái hơi ngủ mẹ gật rồi. Xong rồi phẳng nhau cái điều nằm. Ờ là chở là chắc chắn luôn. Nhà đó năm ngoái là làm cho tôi vố đó. Đúng chở ra Sầm Sơn. Cái thằng mà đi đi qua đầu đấy. Tạt đầu phát. Sau đó ông sợ ông phanh phát. Thế là vậy là điện thoại cho chú. Mẹ điện thoại cho chú ơi vỡ chậm lại đi. Nói chung là sau đó bảo ông quay về đi. Về làm lại chứ nhà đấy cũng làm mình làm mình một vố. Đây bọn em ngồi trong cái thùng xe. Chuyện buồn chuyện vui. Quay một số loại để cho các bác muốn cái loại nào thì alo cho em nhá. Đảm bảo xe. Tháo rể để... Chuyện buồn chuyện vui mấy ngày em từ giã. Anh trách con đầu sao nỡ vô tình người dân. Đây cuối tháng 8 hàng này cũng đã còn nhỏ. Đuôi chồn đang nụ chi chít luôn. Đây treo đây ở cửa hàng các bác ạ. Ơi. 5 giỏ. Chị ghi đây của là 6 giỏ. 5 giỏ em ghi chứ. Là 5 giỏ. 5 6 30. Đây chị ghi 6 rồi chị. Ai bảo là chị ghi 6? 6 rồi. Em ghi hay là chị ghi? Chị ghi. Đá thì mấy đá rồi chứ là. Xem chữ em hay chữ chị. Đá thì mấy đá rồi. Chị có ghi đâu. Sáu. Đây em ghi rồi. Chứ em ghi mà chị đếm lại đi. Có 5 giờ thôi. Đếm lại đi xem. Số hồn đi. Em ghi hay là chị ghi? Chữ em ghi nhưng mà đá cho mấy đá rồi chứ là. Thế mà lại 6 giờ.